Ok ạ, chiến đấu nhá. Đây ạ, chúng ta sẽ có ạ. À, buổi trước là chúng ta đã dừng ở cái chỗ phần đó là phần về bài toán số hạt. Thì chúng mình đã cho chúng ta các cái phương pháp để tính cái bài toán số hạt nhanh. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu sang cái ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu sang cái dạng số 3, xác định nguyên tử khối trung bình, số khối, phần trăm các đồng vị. Ở trong cái dạng số 3 thì nó chia hai kiểu ạ. Cho cái kiểu số 1 là tính nguyên tử khối trung bình. Thì nó rất là dễ ạ. Nhá. Áp dụng công thức để A trung bình bằng A1X1 cộng A2X2 cộng A3X3 chia cho 100. Trong đó A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3. X1, X2, X3 là phần trăm của nguyên tử các đồng vị 1, 2, 3. Đấy chưa? Rất là dễ. Không có gì khó khăn cả. Cái kiểu số 2 là kiểu xác định phần trăm các đồng vị. Thì gọi phần trăm của đồng vị 1 là x phần trăm. Thì phần trăm của đồng vị 2 là 100 trừ x. Đấy chưa? Bà là rất là nhiều. Kiểu số 3 là xác định số khối ở các đồng vị, gọi số khối các đồng vị A1, A2 lần lượt là A1 và A2, lập hệ phương trình hai ẩn chứa A1 và A2 giải hệ được A1, A2. Cái này không quan tâm nhiều. Ok ạ, mình vào thực chiến mình giải luôn nhá. Mình có câu số 21 ạ. Câu số 21 ạ. Các cháu cùng comment xem đáp án câu số 21 là câu gì ạ? Nào, câu số 21 đáp án gì ạ? Cả nhà cùng comment xem đáp án câu 21 là đáp án gì ạ? 21 nhá. 21 ạ. Định nghĩa về đồng vị nào sau đây là đúng ạ? Ok ạ, chúng mình đang cần chờ đợi những cái đáp án đầu tiên ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Berlin ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Gần 200 bạn rồi ạ. Rất là cảm ơn các cháu nhé. Rất là cảm ơn các cháu đã đang ủng hộ chúng mình. Ok ạ, hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và tag các bạn vào đây ạ. Hơn 200 bạn đã học buổi học ngày hôm nay của chúng mình rồi. Ok, nào câu 21 ạ. Định nghĩa về đồng vị nào sau đây là đúng ạ? Nào câu 21 ạ, các cháu comment đáp án nhá. 21 định nghĩa về đồng vị nào sau đây là đúng? Thì đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số neutron khác nhau số proton sai. Đồng vị các cháu cứ nhớ cho chúng mình thế nào? Đồng vị là cùng Z và khác N. Khác N thì tương đương với lại là khác A. Được chưa? Vậy này, cùng số neutron là vứt, cùng số neutron là vứt. Cùng số proton, cùng số proton. Được chưa? Khác nhau số neutron. Thế ok ạ. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử nhé, chứ không phải là các nguyên tố. Được chưa? Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton và khác nhau về số neutron. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. Rất là đơn giản nhé. Nắm định nghĩa là ok ạ. Câu số 22 ạ. Câu số 22. Trong dãy ký hiệu các nguyên tử sau, dãy nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học? Chỉ cùng một nguyên tố hóa học thì chúng ta phải nhớ về cái định nghĩa của nguyên tố hóa học là gì. Được chưa? Thì định nghĩa của nguyên tố hóa học là, định nghĩa của nguyên tố hóa học là gì ạ? Là tập hợp các nguyên tử có cùng Z, cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Nhá. Cùng số đơn vị điện tích hạt nhân thì nó là cùng thuộc một nguyên tố hóa học. Ok không ạ? Đấy ạ, chỉ cần là cùng số đơn vị điện tích hạt nhân thôi thì được tính là cùng một nguyên tố hóa học. Vậy ở đây mình nhìn ạ. Đây, có nghĩa là cùng cái bên dưới ạ. 6 với 7 là không cùng nhau. Vứt nhá. Ok. 8, 8, 8 cùng nhau chưa ạ? Cùng nhau rồi, cùng Z. Còn lại, đây là A. Khác nhau hay không thì không quan trọng ạ. Nó là đồng vị của nhau được. Nhưng mà chung quy đều là cùng một nguyên tố hóa học. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ nhé. Còn đây này, 26, 27 khác nhau. Vứt. 10, 11 khác nhau. Vứt. Ok ạ. Cả nhà có hiểu không ạ? Cả nhà có hiểu cái câu 22 này không ạ? Nếu mà hiểu thì chấm cái ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu hôm nay. Đây là cái buổi học thứ hai của chúng mình livestream dành cho các cháu lớp 10 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu lớp 10 đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Các cháu nhớ nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tắt tất cả các bạn của các cháu vào đây vậy ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu ạ. Nào, mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 23. Câu tiếp theo câu số 23. Trong quá trình học thì các cháu nhớ comment đáp án xuống phía dưới để chúng mình nhìn thấy đáp án của các cháu nhé. Nào, trong quá trình học các cháu nhớ comment đáp án xuống phía dưới ạ. Và rất là mong muốn là các cháu giúp chúng mình tắt tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 23. 23. Oxy có 3 đồng vị. Vậy số kiểu phân tử O2 có thể tạo thành là? Ui dễ ợt. Được chưa? Ở đây trong này có 3 thằng thì mình chọn lấy 2 thằng. Nhá. Vậy đây mình sẽ có những cái thằng sau ạ. Mình sẽ có những thằng sau đây nhá, chúng mình viết tắt nhá. Đây mình sẽ có là O16 này, O16 này, chọn hai oxy mà, O17 này, O17 này,
O18 này, O18 này. Được chưa? Tiếp tục lại O16, O17 đúng không ạ? O16, O18 đúng không ạ? O17, O18. Đúng chưa? Vậy ta có mấy thôi ạ? Ta có mấy thôi ạ? Ta chỉ có 6 thôi các cháu nhé. Được chưa? Ta chỉ có 6 thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, 6. Được chưa? Chúng ta có tổng cộng là có 6 kiểu phân tử oxy có thể tạo thành. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Nào, mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 24 ạ. Câu số 24. Đây bài hỏi chúng ta là trong tự nhiên, trong tự nhiên thì hydro có 3 đồng vị. Thì oxy có 3 đồng vị, hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên ạ? Đây ạ. Đây bài hỏi nhá. Đây các cháu cùng thử xem là cái câu này các cháu làm đáp án gì ạ? Đây câu 24 ạ. Trong tự nhiên có 3 đồng vị. Đây hydro đây, có 3 đồng vị này. Oxy này, có 3 đồng vị này. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải nắm nhá. Câu 24 ạ. Đây. Hydro có 3 đồng vị. Oxy có 3 đồng vị. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử nước, để nước là H2O nhá. Được tạo thành từ các loại trên. Thế thì hydro chúng ta có 3 đồng vị này. Hydro này, 1 này, hydro này, 2 này, hydro này, 3 này. Thế thì ở đây là mình phải chọn lấy hai nguyên tử hydro. Được không ạ? Ở đây mình phải chọn lấy hai nguyên tử hydro. Vậy có 3 nguyên tử hydro này mà mình lại chỉ chọn lấy hai thôi. Chọn hai nguyên tử hydro, chọn 2 trong 3 thì như vừa nãy chúng ta sẽ có bao nhiêu cách chọn ạ? Chúng ta sẽ có 6 cách chọn nhá. Chúng ta có 6 cách chọn hai nguyên tử hydro. Ví dụ như ạ, hydro 11 này, hydro 22 này, hydro 33 này, hydro 12 này, hydro 13 này và hydro 23. Tổng cộng có 6 cách chọn hai nguyên tử hydro. Ok không ạ? Tiếp tục nhá. Oxy có 3 đồng vị. Oxy có 3 đồng vị là oxy 16, oxy 17, oxy 18. Hỏi có bao nhiêu? Vậy thì ở đây trong này chúng ta chỉ cần một nguyên tử oxy thôi. Được chưa? Chúng ta chỉ cần một nguyên tử oxy thôi. Vậy một nguyên tử oxy này thì chúng ta sẽ chọn lấy một, chọn một nguyên tử oxy ở bên trong 3 nhá. Chọn một trong 3 thì chúng ta sẽ có là 3 cách. Được chưa? Được chưa? Chọn một nguyên tử oxy thì mình có 3 cách. Thế vậy ạ. Thế vậy ạ, ở đây chúng ta sẽ có à, đây là 6 cách nhá. 6 cách với lại 3 cách nhá. Được chưa? Mình có 6 cách với lại 3 cách. Vậy mình sẽ có là 6 x 3 thì bằng 18 cách. Ok chưa? Ok ạ. 6 cách này, 3 cách này là 18 cách nhá. Vậy là có bao nhiêu loại phân tử nước được tạo thành từ loại đồng vị trên thì mình sẽ có 18 cách nhá. 18 cách. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Câu 24 đáp án C. Ok. Câu 25 ạ. Câu 25 các cháu có hiểu cái câu này không ạ? Câu này rất là dễ luôn. Câu số 25. Câu số 25. Câu 25. Nitơ trong thiên nhiên là một hỗn hợp gồm hai đồng vị nhá. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị, nitơ 714 và nitơ 715. Nguyên tử khối trung bình của nitơ. Thế thì vậy ở đây ạ, đề bài yêu cầu chúng ta là tính nguyên tử khối trung bình của nitơ. Đấy chưa? Thì là mình sẽ tính theo công thức là A trung bình. A trung bình thì bằng A1X1 cộng A2X2 cộng A3X3 chia cho 100. Đấy là với trong cái trường hợp mà chúng ta có 3 đồng vị. Thế còn nếu mà chúng ta mà chỉ có 2 đồng vị thôi. Đây ạ, như anh này ạ. Thì nguyên tử khối trung bình của nitơ sẽ được tính như thế này ạ. Nitơ trung bình sẽ bằng nhá. Đầu tiên mình sẽ lấy là số khối ạ. Số khối là 14 nhá. Nhân với lại phần trăm. Phần trăm ở đây là 99,63 nhá. 14 nhân với 99,63 này cộng với này, số khối này là 15 này. 15 này nhân với lại phần trăm ở đây là bằng 0,37. Được chưa? Chia cho nhé. Chia cho tổng tổng phần trăm đi. 99,63 cộng với lại 0,37. 99,63 cộng với 0,37 thì bằng bao nhiêu đây? Máy tính rồi. Chúng ta cùng tính nhá. Ok ạ. Mình sẽ tính ạ. 14 14 nhân với 99,63 cộng 15 nhân với 0,37 được bao nhiêu chia cho 100? Bằng 14,037 ạ. 14,037. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm được nguyên tử khối của trung bình của nitơ nó là bằng 14 nhá. Ok ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ.
Ok, cả nhà có hiểu bài này không ạ? Cái bài này chúng ta sử dụng một cái công thức tính nó rất là đơn giản thôi, đây là công thức tính nguyên tử khối trung bình. Thế thì với cái công thức tính nguyên tử khối trung bình này thì ở đây là áp dụng với lại cái anh mà có 3 số khối. Còn lại ở bên trong này, cái bài của chúng ta là bài câu 25 thì chúng ta lại chỉ có là hai cái số khối thôi nhá. Hai số khối thì chúng ta sẽ tìm được nguyên tử khối trung bình của nó là 14. Ok. Đấy, rất là dễ thôi. Cực kỳ dễ dàng và đơn giản nhá. Cả nhà cùng comment đáp án xuống phía dưới nhé, câu số 26 ạ. Câu số 26, đây là câu số 26 đấy. Câu số 26 đây là có 3 số khối đấy ạ. Magie này, 24 này, Magie này, 25 này, Magie này, 26 này. Đấy, chúng ta có 3 số khối, được chưa? Magie 24, Magie 25 và Magie 26. Đây, bài ở đây tính nguyên tử khối trung bình, vậy là chúng ta sẽ ứng dụng cái công thức ở bên trên này đây. Ok ạ, đây ứng dụng công thức bên trên này. Đấy, A trung bình bằng A1X1 cộng A2X2 cộng A3X3 chia cho X1 cộng X2 cộng X3. Rất là dễ thôi nhá. Vậy ở đây mình sẽ ứng dụng luôn. Câu 26 ạ. 26 mình sẽ có lại nguyên tử khối trung bình của Magie. Magie trung bình sẽ bằng này. 24 x 79. 24 x 79 cộng với 25 x 10. 25 x 10 cộng với đây còn lại là Magie 26. Số khối nó là 26 nhân với lại phần trăm này là 100 trừ 79 trừ 10 được bao nhiêu chia cho 100. Được chưa? 24 nhân 79 cộng 25 nhân 10 cộng 26 nhân với 100 trừ 79 trừ 10 bằng đây ạ. Chia 100 bằng 24,32 nhá. Bằng 24,32. Ok ạ. Ok ạ. 24,32 vậy đáp án đúng chúng ta là 24,32, đây là không có đáp án để suy ra bằng là 24,32 cả nhà nhá. Rất là dễ luôn. Câu 26 ạ, đáp án đúng chúng ta là 24,32. Là mình sang cái câu số 27, cái câu cuối cùng của dạng số 3. Câu 27, câu cuối cùng của dạng số 3. Nào, câu 27, câu cuối cùng của dạng số 3. Ok, cả nhà cùng comment đáp án xem câu 27, câu cuối cùng của dạng số 3 thì là chúng ta đã chọn đáp án gì ạ? 27 nhé. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền. Nguyên tử khối trung bình của đồng. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả nhà đã đang và theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. À, các cháu nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ, và giúp chú Vinh tag tất cả các bạn và các cháu vào đây ạ. Sau câu 27 này chúng ta sẽ sang cái chiêu là chiêu viết câu hình E cực kỳ nhanh nhá. Câu 27 ạ. 27, nguyên tố đồng có hai đồng vị bền. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là đồng 63 và đồng 65. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Ok, vậy đây để bài cho chúng ta biết là nguyên tử khối trung bình của đồng rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ ứng dụng cái công thức trung bình ạ. Đồng trung bình đây bằng 63,54 thì bằng ạ, số khối của nó là 63 nhân với lại phần trăm của đồng, đặt là A phần trăm đi, cộng với số khối của đồng là 65 nhân với phần trăm của đồng là B đi ạ, chia cho A cộng B. Chúng ta biết thừa rồi, A cộng B thì bằng 100%, đúng chưa? A cộng B bằng 100%, rất là đơn giản luôn nhá. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có một cái hệ phương trình, hệ phương trình là 63A cộng với 65B. Chúng ta đặt là anh này là A đấy, anh này là B đấy ạ, thì bằng 63,54 nhân 100. Ở và dưới mình có là A cộng B thì bằng 100. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được AB. Nhá. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được AB. 63 này, 65 này, 63,54 nhân 100 này, 1 này, 100 này. Được chưa? Một thằng là 73% và một thằng là 27%. Vậy mình tìm được A bằng 73%, A bằng 73%, B bằng 27%. Ok chưa? A bằng 73% và B bằng 27%. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, 73% và 27%. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ôi, cực kỳ dễ. Được chưa? Cực kỳ dễ dàng luôn. Ok ạ, rất là ngon lành ạ. Ok, cả nhà nhìn sang đây ạ, sang cái dạng tiếp theo ạ, dạng số 4, viết cấu hình E của ion. Ok ạ, sang dạng số 4 ạ, viết cấu hình E của ion. À, dạng này thì chắc chắn là các cháu đi lên trên lớp và các cháu sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ở trong cái dạng viết cấu hình E của ion này. Thì hôm nay thì chú Minh sẽ hướng dẫn cho tất cả các cháu cái cách mà viết cấu hình E thật là nhanh nhá, tốc độ cao, cân mọi bài trên lớp ạ, để viết cấu hình E của ion, xác định tính chất của các nguyên tố nhá. Đây ạ, từ cấu hình E của nguyên tử suy ra cấu hình E của ion tương ứng này. Cấu hình E của ion dương này thì bớt đi số E phân lớp ngoài cùng của nguyên tử đúng bằng điện tích của ion đó.
Câu hình E của ion âm thì nhận thêm số E đúng vào nghĩa tích của ion đó vào phần lớp ngoài cùng của nguyên tử. Dựa vào câu hình E thì xác định được nguyên tử, cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố nhá. Lớp ngoài cùng có 8 E thì nó là khí hiếm. 1 2 3 thì là nguyên tố kim loại. 5 6 7 thì là nguyên tố phi kim. 4 thì là kim loại hoặc là phi kim. Ok chưa? Rất là dễ thôi nhá. Ok chưa? Nào bây giờ sang viết câu hình E đi ạ. Bây giờ sang viết câu hình E đi ạ. Các cháu nhanh tay cùng comment đáp án xem câu hình E của cái lo là bao nhiêu. Ok ạ. Cái phần cấu hình này là cái phần mà nhìn nó là khó nhưng mà thực ra làm nó rất là dễ. Ở đây bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cả nhà cái cách làm như này ạ. Cứ tuân theo cái cách làm này là ok thôi ạ. Thứ nhất, nhớ tối đa nhá. Đây. S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa là 14. Được chưa? S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa là 14. Thứ hai là điền E vào những bọn này như sau: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P. Và có một cái chú ý nhỏ nhỏ thôi là điền E vào 4S trước và 3D sau. Được chưa? Điền E vào 4S trước, 3D sau. Thế là xong. Làm này thế là xong. Đây nhá, bây giờ chúng ta làm luôn. Làm luôn cho nó nhanh ngọn lẹ nhá. Đây, S tối đa là 2. Cứ tràn ở bên trong thì sẽ đẩy sang cái bên cạnh. Ok, vậy câu hình E của clo này Z bằng 17 này. Được chưa? Các cháu nhìn nhá. Đây, câu hình E của clo. Bây giờ chú Minh sẽ dạy các cháu một cách nhìn kỹ rồi. Đầu tiên mình ghi này: son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? S tối đa là 2, 2, 6, B tối đa 6, đây 10 nhé. Đây là 10 chưa? Ok chưa? 2 nữa là 12 này. 12 vậy chỗ này chỉ còn là mấy thôi ạ? 5, 5 thì mới đủ 17. Đấy nhá. Vậy bắt đầu điền này. S thì chạy từ 1 đến 7, P thì chạy từ 2 đến 7, D thì chạy từ 3 đến 7, F thì chạy từ 4 đến 7. Vậy mình có này, 1, 2, 3. Được chưa? P là gì? 2, 3. Ok chưa? Vậy cấu hình E của clo là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Rất là dễ luôn nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Nào, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Rất là dễ dàng và đơn giản ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Merlin ạ. Các cháu hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tát tất cả các bạn của cháu vào đây với ạ. Đây là cái cách viết câu hình E cực nhanh ạ. Nhanh nhất ạ, để mà cân được mọi bài ở trên lớp. Thì với cái chiêu câu hình E này của chú Minh thì có thể giúp cho tất cả các cháu có thể cân được mọi bài viết câu hình E trên lớp. Và bây giờ chúng ta sẽ sang của cái câu tiếp theo là câu số 29, một câu cực kỳ đặc biệt ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà hiểu bài thì chấm cái xuống ạ. Ok, bạn nào mà muốn đăng ký các cái khóa học của chú Minh hay là muốn đăng ký sách của chú Minh thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ở phía dưới ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu. Ok, nào câu 29 ạ. Câu 29 là câu hình E là gì ạ? Câu 29 29 ạ. Ok ạ. Các cháu đã xem chưa đây? 29. Câu hình E của Chrome Z bằng 24. Cấu hình E của Chrome Z bằng 24 ạ. Vậy câu hình E của nó sẽ là gì ạ? Đây nhá. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Ok chưa ạ? Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. S tối đa là 2, 2, P tối đa là 6. Đây là 10 nhá. Ok chưa? 2, 6, 2, đây 20 nhá. Đấy chưa? Đây là 24 cơ mà. Vậy đây là 4. Ok chưa ạ? S chúng ta chạy từ 1 cho đến 7. Đây vừa nãy mình làm đấy ạ. Vậy đây là 1, 2, 3, 4. P chúng ta chạy từ 2 cho đến 7. 2, 3, D chạy từ 3. Ok chưa? Vậy ở đây chúng ta phải viết lại câu hình E nhé. Câu hình E chúng ta sẽ là, nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nhưng chú ý ạ, 3D4, 4S2
Chú ý 3D4, 4D2 ngay lập tức chuyển thành 3D5, 4S1. Đây là trường hợp đặc biệt bán bão hòa. Được chưa? Trường hợp đặc biệt bán bão hòa. Thế nên rất nhiều bạn chọn đáp án B là sai ạ. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D. Ok chưa? Ok nhá. Rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ ạ. Đây ạ, chúng mình sẽ nốt lại. Chúng mình sẽ nốt lại cái này ra đây để cho các cháu cùng chú ý ạ. Đấy, đến đây bây giờ mình phải nắm được thế này ạ. Phương pháp viết cấu hình E ạ. Phương pháp viết cấu hình E. Đây nha, chúng mình nốt lại để cho các cháu nhìn. Được chưa? Phương pháp viết cấu hình E đây này. Đầu tiên này, son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? Đây chúng mình viết là son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa 14, S chạy từ 1 đến 7, P chạy từ 2 đến 7, D chạy từ 3 đến 7 và F chạy từ 4 đến 7. Ok. Đấy, và bây giờ mình chỉ đi viết cấu hình E thôi ạ. Nhá, mình có cái tờ này, bây giờ mình đi viết cấu hình E. Giờ cấu hình E của đồng này. Nhìn kỹ này. Nhìn thật kỹ này. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Z bằng 29 nhá. Đây này. 2, 2, 6, 10 cháu. Được chưa? 2, 6, 2, 20 cháu. Nhìn rõ chưa? Và D này sẽ là bao nhiêu ạ? 9. Ok. Được chưa? Vậy S ở đây đây. Nhìn này. S chạy từ 1 đến 7. Nhá. 1, 2, 3, 4. P chạy từ 2 đến 7. 2, 3. D chạy từ 3 đến 7. 3. Ok chưa? Bây giờ mình viết lại câu hình E này. Đấy, sau cái bước này rồi mình phải viết lại câu hình E nhá. Làm sao cho lớp giống nhau phải về cạnh nhau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Và đây là một trường hợp đặc biệt số 2 ạ. Trong mảng tuần hoàn chỉ có hai trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp thứ nhất là của Z bằng 24 và trường hợp số 2 là của Z bằng 29 nhá. Đây là trường hợp đặc biệt. Thì ngay lập tức 3D9, 4S2 chuyển thành 3D10, 4S1. Đây là trường hợp đặc biệt số 2. Trường hợp bão hỏa. Vậy cấu hình E chuẩn nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C. C ạ, cấu hình E của đồng. Rất dễ. Cực kỳ đơn giản ạ. Ok. Ok, cả nhà có hiểu không ạ? Cả nhà có hiểu không ạ? Câu số 31 ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã ở đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chúng mình Violin ạ. Cả nhà giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video live stream này nhá. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã ở đang theo dõi và ủng hộ chúng mình rất là nhiệt tình ạ. Ok ạ. Nào các cháu cùng comment đáp án câu số 31, các cháu có hiểu cái cách giải này của chúng mình không ạ? Cái cách giải cực kỳ nhanh này của chúng mình, các cháu có hiểu không ạ? Có bạn nào không hiểu thì comment xuống dưới ạ. Bạn nào muốn tìm hiểu các khóa học của chúng mình và cũng như đăng ký các khóa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh nhá. Vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ạ. Ok ạ. Câu số 31. Nào, câu số 31, cả nhà có hiểu cái cách viết cấu hình E được không ạ? Ok ạ. Câu số 31. Câu số 31 ạ. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 E. Và cấu hình E ở đây đề bài đã viết cho chúng ta rồi. Cấu hình E nhôm ạ. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Được chưa? Kết luận nào sau đây là đúng ạ? Lớp E ngoài cùng. Lớp E ngoài cùng. Thế thì cái lớp E ngoài cùng là cái lớp mà có số thứ tự là to nhất. Thế thì cái số thứ tự to nhất là đây là 3, đúng không? Đây 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 đây. Lớp này là lớp 3. Vậy lớp 3 này có bao nhiêu E ạ? 2 cộng 1 là 3E nhá. 2 cộng 1 là 3E. Vậy ở đây mình sẽ có này. Lớp E ngoài cùng của nhôm thì nó có 3E. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Lớp E ngoài cùng của nhôm có 1E là sai ạ. Lớp L, lớp thứ hai đây thì có 2 cộng 6 là 8E. Bỏ luôn ạ. Lớp L, lớp thứ hai nhôm có 3E hay nó khác, lớp E ngoài cùng nhôm 3E là sai.
Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Lớp E ngoài cùng của nhôm thì có 3 E. Rất dễ luôn. Ok ạ, bây giờ mình sang cái câu tiếp theo. Câu số 32. Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình E của ion sắt là. Bây giờ chúng ta sẽ, từ nãy đến giờ thì chúng ta đều làm là viết cấu hình E của một nguyên tử. Còn bây giờ thì chúng ta sang viết cấu hình E của một ion. Thế thì viết cấu hình E của ion thì nó có khác gì cấu hình E của nguyên tử không? Thế thì bây giờ muốn viết được cấu hình E của ion thì bước 1 mình phải viết được cấu hình E của nguyên tử trước đã. Thế thì có nghĩa là muốn làm được câu 32 thì mình phải làm được câu 34 trước đã cả nhà nhá. Muốn làm được câu 32 thì đầu tiên chúng ta phải làm được câu 34 đã. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải câu 34 trước nhá. Cấu hình E của sắt Z bằng 26 là nhá. Cấu hình E của sắt Z bằng 26 là mình sẽ có này: son son, phấn son, phấn son, đánh phấn son. Ok chưa? Son son, phấn son, phấn son, đánh phấn son. S tối đa là 2, 2, 6, 10 cháu. Được chưa? 2, 6, 2, 20 cháu. Được chưa? Sắt đây 26, vậy đây phải là 6 nữa. Ok chưa? S của chúng ta là chạy từ 1 đến 7. Vậy đây là 1, 2, 3, 4. P chúng ta chạy từ 2, 7, 2, 3. Được chưa? D chúng ta chạy từ 3. Được chưa? Vậy suy ra cấu hình E chúng ta phải viết lại. Đó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Viết lại để lớp giống nhau nằm ở cạnh nhau. Được chưa? Vậy đây là cấu hình E của sắt nhé. Cấu hình E của sắt nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Và chúng ta nhìn đáp án đi ạ. Chúng ta nhìn đáp án thì chúng ta chỉ có đáp án nào đúng thôi ạ. Chúng ta chỉ có đáp án đúng là đáp án C mà thôi cả nhà nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta ngược lại câu số 32 ạ. À, cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Bây giờ đề bài hỏi là cấu hình E của ion sắt 2 cộng. Thế thì cấu hình E của ion sắt 2 cộng thì là như thế nào? Thì có phải là cấu hình E của sắt 2 cộng có nghĩa là sắt nhường đi 2E không? Sắt cho đi 2E thì cũng phải tạo thành sắt 2 cộng không? Tương đương với việc đây là cấu hình này bỏ đi 2E. Và bỏ đi 2E thì chúng ta phải bỏ từ E lớp ngoài cùng nhá. Thế thì nếu mà chúng ta mà bỏ từ E lớp ngoài cùng ấy thì có nghĩa là bỏ cái thằng này đi. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn là gì ạ? Sắt 2 cộng là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 3D6. Được chưa? Vậy cấu hình E của ion sắt 2 cộng là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 3D6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Ok ạ. Có hiểu không ạ? Quá dễ dàng. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ là buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tắt tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình của các cháu. Các cháu nhớ cùng cô chú Vinh để học được tốt cái buổi học ngày hôm nay thì nhớ cùng chúng mình comment đáp án xuống phía dưới nhá. Ok. Bạn nào muốn đăng ký khoa học thì inbox chú. Ok ạ, câu số 33. Nào, câu số 33. Câu số 33 đáp án gì ạ? Nào cả nhà cùng comment xem câu 33 đáp án gì ạ? 33 đáp án gì ạ? À, đồng 2 cộng thì có cấu hình E là bao nhiêu? Câu 33, đồng 2 cộng thì có cấu hình E là bao nhiêu? Câu 33. Câu 33 chúng ta hỏi về đồng 2 cộng đi ạ. Ok ạ. Đồng 2 cộng thì có cấu hình E là bao nhiêu? Nào nào. À, đồng 2 cộng thì có cấu hình E là bao nhiêu? À, bây giờ chúng ta cùng giải nhá. Nào. Ok, nào mình có này. Câu 33 này. Đồng 2 cộng có cấu hình E là. Thế thì đầu tiên mình phải nhớ về đồng đã. Đồng thì cấu hình E của nó, Z của nó bằng 29. Đúng chưa? Vậy đầu tiên bây giờ mình viết cấu hình E của đồng. Đây, son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Được chưa? Đồng 29 nha. 2, 2, 6, 2, 6, 2. 20 chưa? D9, được chưa? Đấy nhá, điền này, S chạy từ 1 đến 7. 1, 2, 3, 4. P chạy từ 2 đến 7. 2, 3. D chạy từ 3, 3. Được chưa? Vậy mình viết lại câu hình E của đồng này. Đồng Z bằng 29 là trường hợp đặc biệt. Đúng không ạ? Đây nhớ lại nhá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D9, 4S2. Được chưa? Vậy thì trường hợp đặc biệt 3D9, 4S2 thì ngay tức chuyển lại thành 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1.
Ok chưa? 3D14S1. Thế bây giờ này, đồng 2 cộng thì là đồng 0 trừ đi 2E thì biến thành đồng 2 cộng. Vậy đây là đồng này, phải bỏ đi 2E thì nó mới trở thành đồng 2 cộng nhá. Vậy bóc thì bóc từ ngoài vào, đây bỏ 1E ở đây, bỏ 1 đây là còn 9. Ok chưa cả nhà, hiểu chưa? Đấy, vậy nó là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok chưa ạ? Ở đây có nhiều bạn không hiểu đoạn này thì đây bây giờ chúng mình sẽ nói lại cho một vài bạn không hiểu nhá. Đây. Đầu tiên mình cứ viết là son, phải đánh phấn son, ok chưa cả nhà, được chưa? Sau đó điền vào này, S tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10 và F tối đa là 14 nhá. Được chưa? Điền như này. Được chưa? Thế thì sau khi điền như vậy thì mình sẽ được là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, ok chưa? Thế thì đến cái chỗ điền như này xong ấy, đến cái chỗ này điền xong thì cả nhà chú ý rằng là chúng ta viết lại câu hình E thì cái chỗ lớp giống nhau phải đưa về cạnh nhau. Đây cả nhà nhìn đây, đây là 3S2, 3P6, đây là 3D9, nó nằm ở cách xa nhau đúng không? Thì mình phải đưa về nó cạnh nhau để tạo thành đây 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Nhưng ở đây nhiều bạn là sẽ làm là ok rồi, nhưng đây là 3D9, 4S2 thì do nó rơi vào trường hợp đặc biệt nhé. Cả bảng tuần hoàn chỉ có hai trường hợp đặc biệt, một là thằng 24 là 3D5, 4S1, một trường hợp là 29, 3D10, 4S1 thôi. Thì ở đây là 29 này, rơi trường hợp đặc biệt, 3D9, 4S2 sẽ ngay lập tức chuyển thành là 3D10, 4S1 nhé. Ngay lập tức chuyển thành 3D10, 4S1. Và bây giờ là đồng 2 cộng thì mất đi 2E. Đây, mất 2E thì mất 1E ở đây, mất 1E ở đây để chuyển thành 3D9. Ok chưa? Ok ạ, cả nhà hiểu bài chưa? Cả nhà hiểu bài chưa? Hiểu bài chấm cái ạ, chấm cái của Vũ Trung Minh nào. Nào, nếu mà hiểu bài rồi thì chấm cái của Vũ Trung Minh cái nhỉ? Ok. Là mình sang câu tiếp theo nhé, câu số 35 ạ. Nào, câu tiếp theo, câu số 35. Cả nhà cùng comment đáp án xem câu số 35 là đáp án gì ạ? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học live ngày hôm nay của chúng mình, Mirlin ạ. Rất là mong muốn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học này, hãy chia sẻ lại buổi học để cho hãy chia sẻ lại, bởi vì đây là buổi học free và giúp chúng mình tác tất cả các bạn và các cháu ở đây ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Ok, nào mình tiếp nhá. Nào, câu số 35. Câu số 35 ạ. 35 nhé. K chiêu R cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy R cộng chúng ta sẽ là 1S2, 2S2, 2P6. Đây là R cộng sẽ có cấu hình E phân lớp ngoài cùng là 2P6. Vậy cấu hình E của nguyên tử R là... Vậy cấu hình E của nguyên tử R là gì? Thế thì đây là R cộng là 2P6. Thế thì bây giờ nhá, có phải là R thì nhường đi 1E thì tạo thành R cộng không? Vậy hay không khác là R cộng cộng thêm 1E thì tạo thành R đúng không? Được chưa? Vậy đây là 1S2, 2S2, 2P6 mà nhận thêm 1E thì phải là 1S2, 2S2, 2P6. 3F1 không? Đây nhận 1E mà. 3F1. Được chưa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy K chia R cộng có cấu hình E. Vậy cấu hình E của nguyên tử R nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6 và là 3S1. Nhá. 3S1. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đây. Đây ạ. Đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Ok, rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng. Nào. Câu số 36 ạ. Câu số 36. Nào. 36 đáp án gì ạ? 36. Ion M3 cộng. Ion M3 cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3D5. Vậy cấu hình E của M là... Đây, M3 cộng đây có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3D5 nhá. Ion M3 cộng có cấu hình E lớp ngoài cùng là 3P5. Vậy mình viết ra M3 cộng ra. Được chưa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D5. Đây là của M3 cộng. Vậy cấu hình E của M là... Vậy cấu hình E của M là... Thế thì vậy là M nhá, M này nhường đi 3E thì biến thành M3 cộng. Hay nó khác là M3 cộng, M3 cộng phải nhận thêm 3E thì biến thành M. Được chưa? Vậy anh này nhận thêm 3E. Nhận thêm 3E thì mình sẽ có cấu hình E là
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? 3D6, 4S2. Được chưa? Tại sao lại vậy? Tại vì là 3D6, 4S2 thì bỏ 2N đi, bỏ 1E này đi thì mới tạo thành 3D5 được. Nhá. Vậy suy ra cấu hình E của M. Đây nhá. Cấu hình E của M. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Rất dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng luôn. Nếu mà các cháu mà theo học chú Bình. Ok. Sang câu tiếp theo, câu số 37 nhá. Câu tiếp theo ạ. Câu số 37 ạ. Nào, câu tiếp theo câu số 37 ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Berlin ạ. Các cháu hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Nhớ add chú Minh ở phía dưới nhé. Và bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học của chú Minh để học đứng lên top 1 khóa của trên lớp thì có thể là inbox cho chú Minh ngay lập tức bây giờ nhá. Ok, mình sang câu tiếp theo. Đề này chúng ta có 40 câu ạ. Chúng ta còn 4 câu nữa thôi nhá. Cả nhà cùng comment nhiệt tình nhá. Cả nhà cùng comment nhiệt tình bởi vì việc mà các cháu comment đáp án cũng thay như là một lời cổ vũ và động viên chú Minh trong cái buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ. Nào, câu số 37. Nào, câu 37. Cấu hình E của ion M2 cộng MN2 cộng là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Cấu hình E của MN là vậy, có phải không ạ? MN này muốn biến thành MN nó phải nhận thêm 2E nhá. Nó nhận thêm 2E vậy nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Được chưa? Vậy nó phải là 3D5, 4S2. Vậy thì suy ra cấu hình E của MN, đáp án đúng của chúng ta, cái câu 37 của chúng ta, thì nó chỉ có thể là, chỉ còn là một cái đáp án duy nhất thôi. Đó là đáp án C. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nhá. Ok. Nào, câu số 38 ạ. Câu số 38 ạ. Câu số 38 ạ. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau thì nguyên tố nào là kim loại? Úi dồi ôi. Câu này mới căng ạ. Câu này thì chúng ta phải nắm được ở cái chỗ lúc nãy chúng ta đã nói ở từ đầu đây. Đây ạ. Đây, để là các nguyên tố là kim loại nhá. Để là các nguyên tố là kim loại thì số e lớp ngoài cùng của nó phải lần lượt là gì ạ? Một, đây. Đây ạ. Để là lớp để ngoài cùng là kim loại, vậy thì số e lớp ngoài cùng nó phải là 1 2 3. Được chưa? 1, 2, 3 thì nó mới là nguyên tố kim loại nhá. 1, 2, 3 thì nó mới là nguyên tố kim loại. Vậy bây giờ chúng ta đi đếm thôi ạ. Đi xem thằng nào có 1, 2, 3 thì thằng đấy là kim loại. Ok không ạ? Vậy đây mình có này. Ngoài cùng đây này, 6, 2 cộng 4 là 6, không phải kim loại nhá. Đây ngoài cùng đây này, 4 này, 2, vậy anh này là kim loại này. Vậy Y là kim loại rồi. Vậy ngon lành canh đao, Y là kim loại. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò nhá. Y chúng ta là kim loại. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ, các nguyên tử là kim loại thì gồm. Các nguyên tử là kim loại thì gồm. Vậy đây bây giờ mình viết cấu hình E thì mình mới biết được, đúng không? Ví dụ như anh này, Z bằng 11. Vậy ở đây coi như là đề bài người ta kiểm tra ta về cái cách là chúng ta viết cấu hình E xem chúng ta viết có thông thạo hay không nhá. Thế thì ở đây ạ, câu 39 ạ. Với XZ1 là 11 nhá. Thì X đây ạ. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Được chưa? Vậy ở đây lớp ngoài cùng của nó là có 1E. Vậy suy ra nó là kim loại. 1, 2, 3 thì auto là kim loại hết nhá. Tiếp tục ạ. Y ạ. Y là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Đây 10 nhá. 12 này. 3P2. Vậy số E lớp ngoài cùng ở đây của nó bằng 4E. 4E này có phải là kim loại không ạ? 4E có phải kim loại? 4E thì không phải kim loại. Vậy loại Y nhá. Vậy là có X nhưng loại Y. Vậy loại đáp án A này. Loại đáp án B này. Loại đáp án C này. Ô thế là gần như là xong rồi đấy ạ. Gần như là xong rồi. Hoàn toàn đến đây chúng ta hoàn toàn có thể chọn được đáp án C. Nhưng mình cũng phải biết thử xem. Đây T ạ. Z bằng 20. Xem nhá. T, Z bằng 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 4S2 đúng 20 chưa? Ok chưa? Thế thì số E lúc ngoài cùng của nó bằng 2. Vậy suy ra chuẩn nó là kim loại luôn. Được chưa? Vậy mình sẽ có hai thằng kim loại là thằng X và thằng T.
Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, X và T là kim loại. Ok chưa? Ngon này cành đào chưa? Cái cực kỳ dễ luôn ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Myelin ạ. Rất cảm ơn cái lòng nhiệt tình mà khi mà các cháu comment đáp án cũng như là ủng hộ chúng mình từ nãy đến giờ ạ. Các cháu nhớ chia sẻ lại buổi học này lại về tường cũng như là chia sẻ vào trong tất cả các cái nhóm mà các cháu làm thành viên giúp chúng mình nhé. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các cháu. Ok. Nào, câu số 40 ạ. Càng xuống dưới thì là càng khó nhé. Càng xuống dưới thì càng khó. Ở đây chúng mình là chia dạng kỹ này để cho các cháu có thể làm được một bài tập khủng khủng và xịn hơn. Câu số 40 ạ. Cấu trúc E nào sau đây là của phi kim? Câu số 40, cấu trúc E nào sau đây là của phi kim? Thì mình có này. Đây mình lại phải nhớ ở cái chỗ lúc nãy chúng ta có ghi đây ạ. Thế nào là phi kim đấy? Lớp E ngoài cùng 5, 6, 7 thì nó là nguyên tố phi kim. Được chưa? Vậy chúng ta cứ đi viết cấu hình E xong là xem nó có 5 hay là 6 hay 7 E lớp ngoài cùng thì nó là phi kim. Thế thì tìm cái cấu hình, tìm cái số E lớp ngoài cùng ấy thì mình nhìn nha. Nó là lớp to nhất đây nhá. Đây này, 2 cộng 4 là 6. 5 6 7 là phi kim, vậy đây 6 là phi kim rồi. Nhá, 1 là phi kim. Tiếp tục ạ, số E lớp ngoài cùng đây bằng 2, lớp 4 mà, bằng 2, vậy anh này là kim loại. Vớt. Vậy là có 1 mà không có 2. Vậy loại đáp án A, loại đáp án C, loại đáp án D. Vậy mình chỉ còn là B1 3 5 nhá. B1 3 5. Thế bây giờ mình nhìn 3 xem có chuẩn không? Thế thì 3 ở đây ạ, số E lớp ngoài cùng đó là 2 cộng 3 bằng 5 nhá. 2 cộng 3 bằng 5. Được chưa? Vậy ở đây là 5 6 7, đúng chưa? Đúng là phi kim luôn. Ok ạ. Thằng số 4 ạ, đây này. Đây là số E lớp ngoài cùng nó chỉ có 1, vứt nhá. Thằng số 5 đi ạ, 2 cộng 3 bằng 5, đúng là số E lớp ngoài cùng bằng 5 chưa? Vậy là 1 3 5 là chính xác nhá. 1 3 và 5. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thế còn cái anh số 6 loại, bởi vì ạ, anh này là có 2 E lớp ngoài cùng là loại anh số 6. Ok chưa? Đấy, cả nhà thấy không? Rất là dễ nhá. Cực kỳ là dễ dàng luôn. Ok ạ. Hôm nay là chúng ta là kết thúc cái bài tập ở đây nhá. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà comment xuống dưới xem cả nhà có hiểu bài không ạ? Hôm nay chúng mình là giảng hình như hơi nhanh quá đúng không? Có phải là có nhiều bạn không hiểu không ạ? Chúng mình rất là hy vọng là những cái sự cố gắng của chúng mình có thể giúp cho các cháu bớt sợ môn hóa đi, có thể cho các cháu có thể giỏi môn hóa hơn và để cho các cháu có thể học giỏi môn hóa hơn ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học live stream ngày hôm nay của chúng mình ạ. Và cũng rất là cảm ơn tất cả các cháu đã chia sẻ lại buổi học này lại về tường ạ, cũng như vào trong tất cả các nhóm của các cháu. Các cháu nhớ follow và đặt xem trước fanpage của chúng mình, bởi vì là chúng mình sẽ liên tục live stream vào tối thứ hai hàng tuần. Còn lại tối thứ ba này là do là tối hôm qua nhà chúng có việc bận nên chúng mình không live stream được, nên là thôi hôm nay chúng mình live bù cho các cháu. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình. Nhớ follow xem trước nick của chúng mình cũng như là đặt xem trước hay là click vào nút chuông của fanpage để bất kỳ lúc nào chúng mình live stream thì các cháu có thể được theo dõi. Nhớ lịch cố định của chúng ta nhé, tối thứ hai. Ok ạ, tối thứ hai vào lúc 8 giờ. Ok, và buổi học tối ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ hai tuần sau nhá. Bye bye.